Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Thì trước khi đến với cái tip về VS Code thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái khóa học Frontend miễn phí tại Suntech. Khóa học này là một khóa online, mình đã lấy video từ khóa Frontend ra. Thì đây là một cái khóa ngắn thôi, nó hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể dựng giao diện từ file Photoshop sang HTML, CSS và dựng giao diện với desktop và mobile các bạn nhé. Có nghĩa là nó đã có responsive rồi. Các bạn có thể đăng ký tài khoản và học hoàn toàn miễn phí ở đây. Các bạn có thể nhìn qua cái list video mà chúng ta có ở trong cái khóa này. Đó. Thì quay trở lại phần VS Code. Đối với VS Code ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể thay đổi lại theme ở trong VS Code để cho nó phù hợp với cái nhìn của các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì mỗi bạn sẽ có những cái thói quen khác nhau về cái màu. Đó, và trong VS Code nó hỗ trợ cho chúng ta thay đổi những cái theme để cho nó phù hợp với cái mắt nhìn của từng bạn. Làm sao để chúng ta có thể thay đổi theme thì các bạn nhấn Ctrl Shift P cho mình, nó sẽ hiển thị lên cái cửa sổ như thế này. Nếu các bạn không nhìn thấy chữ Color Theme thì các bạn gõ vào và các bạn kích vào chữ Color Theme như thế này. Ngay lập tức VS Code nó sẽ show cho các bạn danh sách các theme mà cái editor này đang có. Các bạn có thể dùng cái chuột hoặc là sử dụng cái phím lên xuống để có thể nhìn trước cái sự thay đổi khi mà các bạn sử dụng cái theme đó. Đây, xem trước từng theme nó sẽ có màu như thế nào. Thì các bạn hãy lướt qua và xem nó có phù hợp hay không. Đó, đây, như mình đang lướt qua đây như thế này. Đó, kiểu kiểu như vậy. Và các bạn chọn cho mình một cái theme nó phù hợp với cái mà các bạn hay dùng. Được chưa? Thì ở đây mình đang sử dụng cái theme này. Nó là một cái theme mà mình cũng khá là hay sử dụng ở trong Sublime Text, vì mình sử dụng Sublime Text nó cũng khá là quen rồi. Đó, ở đây giả sử mình chọn cái theme này. Ok chưa? Vậy là chúng ta đã có thể chọn một cái theme cho VS Code rồi. Ngoài ra thì các bạn hoàn toàn có thể cài thêm extension về theme cho VS Code. Các bạn có thể gõ theme VS Code như thế này là nó sẽ hiển thị hàng loạt các loại theme ra cho các bạn để các bạn có thể sử dụng. Ở đây thì mình không có cài thêm nữa bởi vì mình thấy là những cái mà VS Code đang support là cũng khá đủ dùng rồi, nên là mình không có cài thêm ở trên máy của mình nữa. Các bạn cảm thấy cần thì các bạn có thể cài thêm, có rất nhiều những cái theme của VS Code mà các bạn có thể cần. Đó, thì các bạn có thể xem ở đây. Ok, video này mình sẽ dừng lại ở đây. Các bạn hãy thử nó ở trên máy của mình và thử thay đổi cái theme theo cái ý thích và cái mong muốn của các bạn nhé, cho nó phù hợp để các bạn code nó đỡ bị mỏi mắt. Rồi, ok, chào các bạn.